ai là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn, sẽ là người duy nhất chiến thắng. Trên đường tới, team, 2 ngày 1 đêm. Ready? Ây, kẻ may mắn mà có nhiều thứ vẫn còn đang xuất hiện online cho những ai mà còn chưa biết. Có một thằng nhóc đang tập tuệ câu hát viết nhạc ở trong một ngày mưa ra riết. Vẫn còn tha thiết với những phần câu, anh đi gì từ đâu vội vàng xuất hiện và gió. Wow, xuất sắc đó. Ngày hôm nay chúng ta đã có mặt đầy đủ Chris Vàng, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kỳ Minh Tuấn và Hiếu thứ hai. Hello, hello tất cả mọi người. Hello tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào quý khán giả. Xin chào tất cả năm anh ở đây. Dạ, em tên là Hiếu thứ hai. Yeah. Biết cái tên tại vì sao tên Hiếu thứ hai không? Dạ biết, dạ biết, dạ biết. Ở trong lớp bạn ngày xưa là có hai bạn Hiếu, một bạn học giỏi và một bạn học dở. Thì Hiếu này nằm trong diện là học dở. Học dở. Chính vì vậy cô mới nói là Hiếu không được thứ nhất. Bởi vì thứ nhất là người ta sẽ giỏi hơn. Cho nên là Hiếu thứ hai. Nhưng thời gian thấm thoát thôi đưa. Vì những cái mặc cảm ngày xưa, cho nên bạn cố gắng phát triển từng ngày, từng ngày, từng ngày. Và ngày hôm nay ở trong làng rap có Hiếu thứ hai. Hiếu thứ nhất bây giờ không ai biết. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ủa em 1 miếng hả? Không, em 2 miếng nhưng mà là lỡ mà có thức khuya thì mắt em sẽ bị sụp. À, nhấn vô. Dạ, em nhấn vô cái. À, lạ, đàn ông đem nhấn miếng thôi mà. Lạ. Cái đó phải Lê Dương Bảo Lâm đem thì anh còn chấp nhận. Phải đàn ông không Hiếu? Phải đàn ông không Hiếu? Phải đàn ông không Hiếu? Ok nha, ok nè, đúng là đàn ông nha mọi người. Rồi vậy thôi. Nên là đúng là độc thân, xếp đồ khác người có vợ, mình có gia đình khác chứ. Dạ, đúng rồi. Thằng Hiếu hình như là nó có biết trước hay sao á. Nó có linh tính, hồi nãy lên xe á, hai thằng dậm, tự lấy phấn tự dậm. Mà dậm lâu quá là dâu. Thằng này thì hỏi, giả lộ bao nhiêu năm rồi sao làm nhanh gọn mà thuần thục quá vậy. Sao lại có bị gì, nói ba má đừng trách anh nha. Có gì em nói anh Giang chị. Chơi để hai đứa ông chú quýnh tay đôi cái được không? Cho hai đứa quýnh tay đôi coi ai thắng. Em thấy ông chú em hiếu chiến quá nè. Đúng rồi, hiếu chiến quá. Cho tụi nó cặp tay đôi cái được không? Công chúa. Wow. Thật ra mọi người ơi, cái vương miện này không phải của công chúa mà là của mang tim á mọi người. Wow. Công chúa thứ nhất, công chúa thứ hai. Lên em. Đừng có ấy nữa, rớt cái vương miện. 2,5 tỷ của anh ta. Bà đừng có quẹt 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 làm như bà đẹp lắm vậy đó. Đẹp sống đẹp. Đẹp sống đẹp. Đẹp sống đẹp. Công chúa về đi. Công chúa ơi, đừng. Công chúa đừng. Bên đây thằng Hiếu đàng hoàng nhất, có cho nó gì không? Có, cho. Trong ba con người này thằng Hiếu này nó đàng hoàng nhất, nó không có gọi là mưu đồ. Hiếu, em ăn gì bên đây? Dạ rồi. Đó. Một muỗng hả? Một muỗng thôi. Đội thua. Các bạn có chấp nhận muỗng cơm nhân đạo này không? Dạ, đó là chuyện của cái cá nhân thôi chứ mình đâu có được. Hiếu, ngon lắm Hiếu. Tại tụi anh thương em mới cho em cái muỗng Hiếu này. Hiếu ơi, em quay mấy chục vòng một muỗng này là em no rồi đó. Họ không cố gắng, chuyện một em cố gắng thôi. Nhưng mà cái này là công sức của em, nhưng mà cái này là muỗng cơm nhân đạo thì em xin phép từ chối. Muỗng cơm nhân đạo thì em xin phép từ chối. Xin phép từ chối. Có câu trăng chân tình, cứ ăn nếu em muốn. Dạ. Nhưng trước khi ăn hãy nghĩ về ba mẹ mình. Trời ơi. Không được rồi. Em, nhưng anh mà để báo hiếu cho cha mẹ rồi. Thì mình cần có sức anh khỏe. Anh lớn rồi, thằng cơm trắng đúng không? Thằng cơm trắng. Người ta không ăn mà cứ ép người ta hoài. Đội của em. My team, my passion, my love. My team, my passion, my love. Yeah. Được. Thắng một bữa cơm nhưng thua một lòng người. Bậy. Em thắng trong lòng khán giả. Khán giả đang ú òa về đội của tôi. Dạ, ú òa. Ú òa hay là mệt mỏi. Người ta má ù vì em. Má ù vì em. Má ù vì em. Má ù vì em. Má ù là má bị mập với em. Người ta ú òa em hiểu không? Ú òa kêu má ù là gì? Hiểu rồi, anh thật sự là hãnh diện gì trong đội có em luôn á. Thiệt. Thương Hiếu thiệt, tại Hiếu chạy mà cái đoạn mà quay đầu á. Quay đầu là bờ á. Bị chúi đầu xuống đất. Em có chúi ra không Hương em? Em có chúi rồi. Lúc mà em chúi là sắp tắt thở bên kia. Hai của mình đúng không? Đó. Đội bên kia kiểu mà thấy Thương thích Hoa Hiếu hơn là Rip Van ha. Ai kiểu tính nó phát biểu là đội bên kia thấy cả khả năng hai đứa này á thích dễ hơn Rip Van. Chắc muốn đẩy Rip Van đi á. Ai là người táp cho anh cái miếng bánh đó?
Anh nghĩ lại đi. Đó. Thiệt luôn á. Lâm ơi nghĩ lại đi. Đúng rồi. Em chóng mặt muốn chết nhưng mà em phải táp. Hay quá em ơi. Nhưng mà vẫn thích Hiếu bên đội này hơn nha. Nhưng mà vẫn thích Hiếu bên đội này hơn nha. Trời ơi. Đau đớn hả? Ví dụ mà Hiếu bên đó làm sao anh cổng nổi nó? Sao không anh? Em nhẹ lắm. Em nhẹ lắm. Em nhẹ lắm. Vậy là em vẫn còn tình người bên đây. Em một muỗng cá chứ. Muốn lấy Hiếu hay gì á? Muốn lấy Hiếu về đội hay gì á nè? Hiếu, cá này cá ngon. Cá này cá nghĩa, dạ. Cá tình. Ăn vô một cái, ân tình đậm sâu. Wow, hay. Dạ, em rất là quý tấm chân tình của anh. Nhưng mà là chắc là... Thì chói lần hai. Từ chói lần hai. Sĩ diện quá. Em coi để được bao lâu? Hiếu là người may mắn trên đường tới tim 2 ngày 1 đêm. Kiên Giang có một cái rất đặc biệt. Đặc biệt là gì anh? Là một tỉnh miền Tây có 3 cái gì ạ? Có 3 cái biển. 3 hòn đảo. Quà Công Đảo. Quà Công Đảo. Quà Công Đảo. Công Đảo hả? Ủa anh ơi, thằng bé kêu Công Đảo nữa kìa. Ở trong lớp bạn ngày xưa là có hai bạn Hiếu. Một bạn học giỏi và một bạn học dở. Thì Hiếu này nằm trong diện là học dở. Học dở. Trong số 6 ly này có 1 ly là cà phê. 5 ly còn lại là một công thức đặc biệt gồm có cà phê, nước mắm và một số thứ gì nữa đó tôi không biết. Nhiều ra ít bị. Bị. Đó. Ít bị ra. Ít bị đó. Rồi hãy bị. Bị sao? Bị sao? Bị sao? Rồi ba đứa tự xử đi. Đây, vô. Mấy đứa nhường anh đi. Anh mong muốn mấy đứa nhường. Anh chọn rồi, anh chọn một cái rồi. Anh em cũng chọn rồi. Đắng ngọt gì anh chịu hết. Ra cái này. Quảnh tù xì ra cái gì ra cái này. Cái gì ra cái này. Em thua. Đôi khi là cái vị, cái mùi nó là mùi nước mắm thôi. Mình chia một chút xíu. Yeah. Mình là những quý ông. Mình là những quý ông mà. Xin mời khán giả ở tại gia thì nói chung là khán giả tại gia nói chuyện gì vậy? À. Chưa uống mà sẵn rồi. Nâng ly ạ. À. Nâng ly ạ. Cheers. Wow nha, nhớ wow giùm anh cái nha. À. Wow. Mình chủ cà phê mà, mình chủ cà phê mình phải qua nha, qua đây à. Wow. Ê sốc nha, sốc nãy sốc. Tiết lộ này sốc hơn là đây là lần đầu tiên em ăn chè cho nước. À. Thì có bình thường gì đâu sốc. Dạ không sốc thì thôi ạ, à. Khán giả nhà em bộ sốc giùm em. Ok ạ. À. Bây giờ em mới sốc nè. Ê giờ em mới sốc nè. Ăn chứ phải độc ráp đồng ngón tay em cứ chỉa chỉa gì vậy? Ăn chè thôi mà. Phải quen mà anh. À là phải chỉa vậy hả? Dạ chỉa vậy. C. Em. Hút miếng nước nè. Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Đất Hà Tiên, trăm năm lịch sử. Hay quá. Biển âm thầm ghi dấu thời gian. Người Hà Tiên hiền hòa nhân nghĩa. Từ từ thôi, không gì gấp. Yeah. Từ từ, để cho em nó nghỉ ngơi xíu, từ từ thôi, không gấp. Luật đâu quy định. Vâng. Cứ từ từ, vâng mình nói chuyện nửa tiếng rồi mình nói chuyện sao anh? Từ từ thôi. Dạ. Rồi. Rồi. Vẫn một lòng gìn giữ biển đảo non sâu. Em phải xoay liền, anh bị mất tập trung. Sao đây anh? Đang ở đây sao anh liếc, anh thấy em không chịu xoay người. Em phải xoay người, làm anh mất tập trung. Cái hơi của anh là hơi vàng hơi bạc. Vẫn một lòng biển đảo non sâu. Mưa dông. Một. Chưa. Một. Hai. Chưa. Hai. Ba. Chưa. Ba. Bốn. Ba. 5 6 7 8 9 10 Nhiều khi tôi muốn em út Hiếu có dễ bắt nạt.
đội của mình thì cũng không có gì, do anh em đoàn kết với lại hỗ trợ lẫn nhau. Mình không có sức thì mình có cái niềm tin để cho em nó thực hiện cái niềm tin đó. Đúng rồi. Vậy mà lúc mà em lên được cái hang đó xong em không thấy ai hết. Lên được cái hang đó xong em không thấy ai hết. Do là tụi anh yểm trợ phía sau. Em la là anh Giang. Em la là anh Giang. Em la là anh Giang. Không biết nó quét màn nhện ở đâu mà một lùm màn nhện như vậy. Ở trong đó, trong ở trong đó, ở trong đó. Vậy em chui. Người ta mới là đúng hang hóc. Em hang hóc chỗ nào mà không có miếng màn nhện nào vậy? Có với anh, nè, trong khoái tay nè. Khoái tay. Cái gì ở trong đó? Bây giờ hai em muốn sao? Chia lại cho nó cân đi anh. Tại vì em thấy đội mình hơi mạnh. Mạnh về cái gì? Mạnh về cái gì? Em mạnh về cái gì? Em bước ra nói chuyện với tôi. Em mạnh về cái gì? Trời ơi. Hết đất. Hết đất. Chấp em 10 cái luôn. Chấp em 10 cái luôn. Chấp em 10 cái trời luôn. Trời ơi. Thắng tại đây luôn hả? Ừ. Vô. Trời ơi sao mà vừa hết vừa ráp. Ai vừa hết vừa ráp giỏi hơn thắng. Chơi luôn. Trời em sợ à. Vô. Dạ ráp cái gì mới được. Anh ráp gì kệ anh. Em hết em ráp đi. Ráp gì ráp hả? Đây vòng 1 là vừa hết vừa ráp. Vòng 2 là vừa hết vừa bán hàng. Chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Mình phải đấu từng cặp chứ. Không một cặp thôi. Rồi. Chưa chắc may mắn, sức mạnh. 3, 2, 1, bắt đầu. Ráp đi. Ráp đi. Thập xuống nhà cha, đừng ăn gian. 4. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó. Có những lúc mọi chuyện thấy lo nhưng lại chẳng nhằm nhò. Có những lúc ngặt nghèo tự nhiên xong rồi đó. Nhưng mọi chuyện chẳng đáng mà lo. Rồi, ráp. Hiểu đi luôn rồi. Hiểu, Cam. Hiểu. Em đó. Hiểu đi rồi. Hiểu. Ráp. 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 Hiểu. Em đó. Hiểu đi. Bây giờ đang nhớ bài. Mày cua gì của em đó. Ok. Cua hoài không có cua nữa. Thôi thua rồi, đã làm đứng lên đi. Nhưng mà Hiểu đó hít đất đúng nè, làm hít đất không có đúng nha. Thôi. Quá thiệt á. Hiểu. Ráp. 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 Hiểu ráp đi. Mày gì? Bà gì kìa em? Bà gì hai mấy tuổi anh Dương mà Lâm em Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Vô! Ráp! Ráp! Ráp đi em! Ráp! Ê rồi! Ráp! Dừng lại đi! Thôi thấy rồi! Nói như vậy! 20 cái máy quay thấy hết rồi! Cái không có được như vậy nữa! Ngựa non háo đá hả? Nhưng mà tim em ảnh! Đón xem 2 ngày 1 đêm đồng thời và trọn bộ trên VEON cùng Focus Cam độc quyền hé lộ những khoảnh khắc chưa kể. Tải app ngay!